Trời ơi. Hai cái trùng màu đen nữa. Có anh hai chuẩn bị chi tiết cho luôn kìa. Rồi hai cái. À, đây là cái bộ ghép hình 29 chi tiết nha các bác. Hộp đẹp lắm. Nó có thẻ nè, thẻ mẫu nè. Bé có thể ghép theo thẻ ha. Hoặc là sáng tạo ha. Nó có túi để đựng luôn nè. Mang bò là lâu cho bé từ 3 tuổi hoặc là nhỏ hơn cũng được, mấy bé mà mới vừa tập chơi xếp hình thì cái bộ này rất phù hợp luôn. Chi tiết nó to nữa. Trời ơi có anh hai chỉ luôn kìa. Chỉ. Ừ. Wow, con này có gì ta? Con bò, con gà. Phải không? Dễ thương quá ha. Con chỉ. Chi tiết to dày nha các bạn. Yeah, xong con bò. Yeah, giỏi quá.